Ok, để trả lời câu hỏi của bạn là anh chia sẻ lý do tại sao trong giai đoạn thị trường đi ngang vừa rồi thì anh lại khuyến nghị mọi người mua nhiều đến như vậy, đúng không? Đây là một cái câu hỏi khá là hay, thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người một cái kinh nghiệm. Vì sao mà trong giai đoạn thị trường đi ngang đâu đó khoảng 5 6 7 phiên trong cái vùng 1230 đến vùng 1250 thì mình lại chia sẻ với mọi người đây là cơ hội để mọi người mua gom rất nhiều, tại vì mình biết là trong cái phiên FTD xuất hiện ấy thì rất nhiều người trong giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa rồi, rất nhiều người anh em nó chưa mua được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một kinh nghiệm tại vì sao mà mình lại xác định thị trường ở đây, thứ nhất là nó đã tạo đáy rồi và thứ hai nữa nó đang là một cái cơ hội để anh em có thể mua cổ phiếu được nhá. Thì đầu tiên anh em phải xác định là thứ nhất là cái phiên FTD là cái phiên mà nó xác nhận thị trường tạo đáy. Còn để thị trường nó thành công, nghĩa là FTD nó thành công và nó cho thị trường có thể đi lên được, thì những cái phiên tiếp theo cái sức luân phiên của dòng tiền và các cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt nó phải vượt đỉnh liên tục. Thì anh em thấy là sau phiên FTD thì thị trường chỉ số nó đi ngang thôi, nó biến động rất là hẹp, nhưng mà các cổ phiếu nó vẫn luân phiên nhau vượt đỉnh. Ngày nào cũng có một cổ phiếu vượt đỉnh không, hôm thì FPT, hôm thì FRT, hôm thì GMD, hôm thì VGI, hôm thì lại là rất nhiều cổ phiếu, nói chung là rất nhiều cổ phiếu nó luân phiên nhau vượt đỉnh, ngày nào cũng có cổ phiếu vượt đỉnh. Nó cho thấy là cái sự lành mạnh thị trường, nó chẳng có một thị trường tăng giá, thị trường Dow Chen nào hay thị trường sideways nào mà ngày nào cũng có cổ phiếu vượt đỉnh cả. Đây chính vì lý do đấy nên là mình rất là quan tâm và khuyến nghị anh em gần như là ngày nào cũng lên video chia sẻ trong những thời điểm đó điều chỉnh nó sẽ là tốt để anh em tham gia, đúng không? Và cái việc mà thị trường đi ngang đấy thì mình đã nói trước rồi, đã view với em trước rồi là nó giống cái giai đoạn tháng 11, tháng 12, tháng 1 năm 2023, à 2023 đúng không? 11 tháng 2 năm 2023, ở tháng 1 năm 2024 có nghĩa là thị trường bắt đầu gọi là cái sóng đầu năm ấy, sau một cái pha điều chỉnh mạnh. Thị trường nó đi ngang đâu đó khoảng tầm 3 4 tuần, đúng không? Nó đi ngang trong một cái biên 1080 đến 1080 đến 1120 sao? Mình nhớ loanh quanh cái từ, mình nhớ bên dưới là 1080 còn bên trên là 1120, 1110 gì đấy. Đấy. Rồi sau đấy nó đi ngang đó khoảng 4 5 tuần thì nó đi lên. Đấy giai đoạn thị trường đấy thì nó khác một điểm là nó điều chỉnh mạnh hơn. Các bạn hiện tại nó điều chỉnh ít hơn nên là nó chỉ cần thời gian tích lũy ngắn hơn. Nên mình bảo em rất là tập trung ở thời điểm đó nhá. Đấy thì đấy là những cái điều mà kinh nghiệm mà trải qua rất nhiều dạng đầu tư của mình cũng rút ra mình theo dõi thì mình muốn chia sẻ với em. Em thấy hữu ích thì đừng quên cho mình xin một like, follow để ủng hộ Tuấn nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.